Sau đây là cách mình sử dụng trang Elo. Các em hãy vào phần chọn Levels. Ở đây ví dụ thầy chọn level là 2 Beginners, tương đương với trình độ 4.5 IELTS. Và ở đây mình sẽ thấy có một list các đoạn hội thoại. Ví dụ kéo xuống thầy chọn hội thoại về Việt Nam, Myanmar là khi hai người nói về chuyến đi du lịch của họ đến Việt Nam. Các em hãy chuẩn bị giấy bút và mình sẽ đọc trước cái transcript của đoạn hội thoại này. Mình bấm play và mình ghi chép tóm tắt lại nội dung chính của đoạn hội thoại. What city did you like the most? I think I prefer Hanoi the most. The food, the street food is amazing. It's a very lively city, lots of motorcycles and traffic. So it's reminded me of Nigeria, where I was born, a little bit. Oh, cool. Yeah. Vậy là mình đã có được đoạn tóm tắt nội dung chính của đoạn hội thoại. Bây giờ em hãy diễn giả lại nội dung chính của nó bằng ngôn ngữ của mình. Ví dụ ở đây: The city she preferred the most is Hanoi. The street food is amazing. It is a very lively city with lots of motorcycles and traffic. It reminded her of Nigeria.